Theo thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, không có chuyện cấm dừng hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo vụ Bảo hiểm xã hội, hiện có khoảng 18 triệu người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 7 năm 2025. Những người này có quyền hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Còn những người tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trở đi vẫn có quyền hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong 4 trường hợp sau: đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm, ra nước ngoài để định cư, đang mắc một trong những bệnh như ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS, có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng. Đối tượng khác được hưởng bảo hiểm xã hội một lần là người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 7 năm 2025. Sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm chưa đủ 20 năm. Người lao động không hưởng bảo hiểm một lần mà bảo lưu thời gian đóng để tiếp tục tham gia thì có cơ hội được thụ hưởng các quyền lợi cao hơn. Khi tiếp tục tham gia được hưởng các chế độ với mức hưởng cao hơn, được hưởng lương hưu với điều kiện dễ dàng hơn.